Rồi bây giờ chúng ta như này, cột chức vụ chúng ta căn cứ vào cái gì thì chúng ta phải nhìn cái cột đầu tiên là cái cột chứa cái mà ta đi làm căn cứ để ta tìm. Vì lương là đi theo với chức vụ, giám đốc lương phải cao hơn, trưởng phòng phải cao hơn nhân viên, vân vân. Thì các em phải nhìn vào đấy. Chúng ta mở ngoặc ra cho thầy, đánh vào trên này cũng được, mở ngoặc ra. Chức vụ là D5. Vì không biết anh A này là anh ấy giám đốc hay nhân viên, mình chỉ cần biết là anh ấy chứa cái ô chức vụ là ô D5. D5. Bây giờ nhìn xuống cái bảng dưới. Bảng dưới thì ở đây là ô em ấy nhỉ các em nhỉ? E bao nhiêu? E22 đúng không? Vậy thì chúng ta lúc này là đô la E, đô la 22, 2 chấm. Xuống dưới bên này là ô G mấy các em? Đây trên bảng của thầy là ô G mấy? Ô G giống ra đây là ô G 25. Đô la G, đô la 25 phẩy, cột số mấy ở hàng bảng tham chiếu nhỉ? 1 2 3, cột 2 rỗng, vậy sang cột 3 đúng chưa nhỉ? Giờ ta nhảy sang cột 3 nhá. Cột 3 tham số đây là 0, đóng ngoặc lại, enter nhá. 1 triệu. Và bây giờ ta kéo xuống. Đấy, đúng không? Đã điền ra đúng người, đúng đúng lương. Cả lớp hiểu chưa? Tức là ta có một cái bảng chiếu, đối chiếu để đưa lên tính lên trên. Anh đi dạy ở bên trường Nhân Văn. Ừ. Anh không biết. Anh à thế à? Sao lại chung cư ngay trung tâm thủ đô à? À thế à? Ừ. Ừ thế. Vâng. Nhưng mà mình phải nó đã xây dựng xong chưa hay là nó bắt đầu xây? Ừ thế thì mình thì nó cũng phải có cái các bước như làm hợp đồng rồi vân vân đấy. Đúng nhỉ? Ờ thôi vâng. Ờ cái đấy thì anh sẽ cố gắng dần, cứ quan trọng là cứ chú thím mua được chỗ nào thì anh. Thế hả? Ơi ờ vâng. Mới lại phòng hướng đông nam được, hướng đông được, hướng nam được chú ạ nhé. Đông nam mình quay mặt về phía đằng 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 ấy, đằng Sala. Thế nhá, thế anh cảm ơn chú thím nhá. Bây giờ anh dậy một tí nhá, tí anh bình đón mẹ. Ừ. Rồi nhá, anh chào chú thím.
Rồi bây giờ cả lớp đã hiểu ý của bài của thầy dạy chưa? Có nghĩa là chúng ta có một cái bảng đối chiếu và để cái cạnh, đúng không? Để lúc nào cũng được. Các em để dưới, để trên, biết là trong cái bảng xích thế là được. Thế xong rồi ta nhớ là trong cái vùng đấy ta quanh mình cũng vậy. Góc trái trên và góc phải dưới của cái vùng đấy nhá. Cả lớp nhớ chưa? Góc trái trên và góc phải dưới. Và cột là cột. Nam chiếu là đang cần cột nên số bao nhiêu, ví dụ ở câu số 2 là một số 3 đấy, các em nhìn ở trên kia là một số 3. Cái vùng mà có chữ đô la là phải chạm cả, có nghĩa là đấy là vùng vị trí là phần để tham chiếu lên, nhớ chưa? Đó là các em tính bài này chúng ta đã hiểu vấn đề. Có bạn nào còn hỏi thầy không? Có bạn nào không hiểu chỗ bài này không, để thầy giảng lại? Lại giảng lại à? Rồi được rồi, thế bây giờ thầy giảng lại, đáp vào hai cái ô này nhá. Thầy xóa hết vùng này đi nhá. Đây thầy xóa đến đây đây. Cho cái phần phụ cấp cũng hết này. Lương trên ngày cũng hết này. Rồi. Thế bây giờ chúng ta đã hiểu là cái hàm này nó vô cùng quan trọng trong lúc làm thống kê và tính toán. If cũng quan trọng, nhưng mà trong các bài này if thì chúng ta điền nó lâu, đúng không? Ta có tham chiếu ta đặt đây. Bây giờ chúng ta sẽ làm phụ cấp nhá. Phụ cấp trước thầy làm lại. Đối chiếu thì chúng ta có đây rồi. Các em có thể dùng đối chiếu của cả cái vùng này cũng được, nhưng mà các em phải đếm số cột. Đấy. Rồi phụ cấp bằng. Phụ cấp thì lại quan tâm đến giới tính. Vậy thì chúng ta phải biết là ô C5 là ô đầu tiên để ta hiểu đó là dùng cho giới tính. Nhớ chưa? Phụ cấp căn cứ vào giới tính mà. Rồi bạn nữ thì còn nhiều loại khoản tiền khác với bạn nam. Nam chỉ thuốc lá với thuốc lào, đúng không? Nữ thì ở trong đấy thì nó còn nhiều thứ khác như là con cái rồi tiền ăn sáng vân vân. Nào bây giờ chúng ta nhá, lớp chúng ta cứ vô tư học, thầy dạy rất chậm. V look up. V viết tắt của chữ là vertical, có nghĩa là theo hướng dọc. Look up là nhìn. Đó. Chúng ta đọc là look up nhá. Rồi. Bắt đầu ô D mấy của anh A nhỉ? D mấy đây? À C mấy? Các em nhìn xuống là C mấy cho thầy nào, cả lớp. C mấy? C5. Phải đồng thanh chứ thì thầy mới cảm thấy là cả lớp hiểu chứ. Phải. Rồi bây giờ nhìn xuống dưới thầy phân tích này. Phụ cấp thì có phải là cái vùng này không nhỉ các em nhỉ? Đúng chưa? Nhìn lên trên bảng. Vậy thì ta chỉ cần là địa chỉ của ô đầu tiên góc trái trên và ô cuối cùng góc phải dưới. Trong hình chữ nhật ấy, góc trái trên ở phía tay trái và phía trên, đúng chưa? Góc phải dưới là cái góc cuối cùng ở dưới. Đấy, ok nhá. Rồi bây giờ thầy lại xóa đi, thầy làm lại chỗ này. Đấy. Thầy khoanh vùng như thế là chúng ta hiểu. Đô la gì nhỉ? Đô la C là để chặn. Bây giờ nó lại không nếu không có viết chữ đô la thì nó sẽ thay đổi. Vậy chúng ta phải viết chữ đô la để nó cố định lại. Đô la C. Đô la của hàng là gì nhỉ? Hàng 22. Hai chấm. Đô la D và đô la 23. Đô la 23. Ok rồi. Đấy, đấy là cái vùng tham chiếu nhá. Vùng này là để cho biết là dữ liệu mình đặt vào trên phẩy. Bây giờ cái tham số thứ hai quan trọng. Bây giờ phụ cấp ở bên tay trái thì phụ cấp giới tính bên tay trái là để tham chiếu vào đây. 5 và nó sẽ tìm ở trong cái cột này.
C5 nó sẽ tìm ở trong cột này và nó nhìn ngang sang bên tay phải, thì chúng ta phải đếm này, một cột 1, cột 2. Cột 1, cột 2 này không phải là cái thứ tự cột ở trên này nhá, mà cột thứ tự ở trong cái bảng đối chiếu. Nghĩa là ở đây thầy cho số 2, cột số 2, phẩy, tham số 0 là để cho nó tìm đúng. Đó, tức là một cái hàm thì nó có mấy tham số, 3-4 tham số vào. Bây giờ chúng ta gõ Enter. Enter. Đó. Rồi bây giờ chúng ta nhìn thấy nó sẽ là được bằng mấy nhỉ? 500, và ta kéo xuống. Đấy, ngon rồi. Bây giờ chúng ta điền cho thầy cột lương trên ngày cho thầy bằng VLOOKUP. VLOOKUP. Thứ bảy chủ nhật vừa rồi thầy phải đi thi chứng chỉ tiếng Anh B2, tức là nhà nước quy định B2 để gọi là mình thi để giữ cái ngạch lương của mình. Thế thầy gặp ban giám khảo ở trong trường sư phạm ngoại ngữ cũng khối đại học quốc gia của mình ấy. Thế vào hỏi thầy là what's your full name? Thì thầy hay nghe bọn Tây, bọn thầy hay làm việc với người nước ngoài, thì thầy trả lời là my phone hãng Apple thôi. Thế là cứ vặn thầy. Xong về sau thầy mới hiểu ra là đấy là cô ấy hỏi thầy là full name. Xong rồi thầy tức, thầy không nói gì, thầy bảo là ban giám khảo hỏi sai là thầy đi về. Đọc thì hỏi sai, hỏi thầy phone name thì chẳng là điện thoại. Thầy lại còn lại tưởng hỏi là phone number chứ. Chết. Thế thầy cứ ngồi đấy. Thầy ngồi, thầy không nói gì, hết giờ thầy ra. Nào bây giờ các em nhìn vào đây cho thầy. Vào lớp đi em. Nào bây giờ cả lớp thấy nhá. Bây giờ lương trên ngày lại căn cứ vào cột chức vụ, không phải cột giới tính nữa, đúng không? Tham số đầu tiên nào thầy hỏi cả lớp là ô gì nhỉ? Bây giờ cái câu 1 thầy làm rồi, bây giờ thầy hỏi câu 2. Tham số đầu tiên là ô bao nhiêu? Ô bao nhiêu? D mấy, ai nói đúng cho thầy? Ờ đúng rồi, D5. Phẩy, phía dưới. Phía dưới là đô la mấy nhỉ? Thì lại dùng cái chỗ vùng này. Đô la mấy? Đây thầy vẽ đây. Đô la mấy nhỉ? E, đô la bao nhiêu? Các em phải mạnh dạn lên chứ. Đô la 22. Đây, ô đầu tiên. Ô cuối cùng đô la mấy? Đô la G. Đô la bao nhiêu? 25. Chiếu ra đúng không? Vuông góc ra 2 chấm đô la G. Đô la 25. Phẩy, cột số mấy nhỉ? Cột số 3, cột số 2? Số 3 đúng không? Cột này rỗng, kệ nó. Nếu mà ta điền cạnh thì ta phải ghi cột số 2, bây giờ cột số 3. Phẩy 0. Đóng ngoặc lại, Enter. Xong. Ta kéo xuống cho thầy nhá. Đấy, ngon rồi. Rồi bây giờ ta chỉ cần tính thêm một cột ngày công nữa để ta tính lĩnh, đúng không? Rồi bây giờ các em chèn vào đây nhá, chọn nút Insert.
Chúng ta cho điền nó bằng ngày vào. Thiếu cái cột nào thì các em bôi bôi vào nhá. Thế rồi chỗ này ta phải kéo lên. Rồi các em format cho ra giữa đi cho nó đẹp hơn. Nào chọn nhấp chuột phải, chọn cho nó format cell, rồi đưa cho thầy ra giữa. Center, center. Đó. Rồi ta chèn vào, chèn sang cột insert. Thế đó, cái kia lại mất à? Đây, tổng lĩnh bên này. Rồi. Thôi cái này thì tính công thức lại nào. Cái này là ngày công. Ngày công các em nhập tay vào nhá. D5 đô la E đô la. À đây, do cái lương trên ngày nó bị dịch chuyển, ta copy chỗ này vào đây. À, nó dịch chuyển cái hàng tham chiếu, cắt. Đó, nó hiện ra. Rồi ngày công nhá, chúng ta đánh vào cho thầy 20, 23, 24, 25, 21, 23, 24, 25, 23, 24, 24, 24, 25, 26. Thường. Đó. Thường các em cũng làm một cái bảng tham chiếu vào. Rồi bây giờ nhá, thường nhá. Thầy ghi thường. Chú ý lúc chèn ô, lúc đầu các em là khi thi các em điền đủ cột trước đi, không chèn như thầy nữa nhá. Còn đây là thầy dạy các em thì thầy chèn thôi. Thường ai ta cho đầu đằng này đi. Thầy cho thưởng đằng này nhá. Thưởng 25. 25 thì chúng ta thưởng ở đây được, nghĩa là người đi làm đủ 25 ngày công ấy thì được thưởng là 1 triệu đồng, gọi là thêm thưởng về mua các thứ cho gia đình. 24 thì được thưởng 800 ngàn. Đó. Cái này khuyến khích người lao động. 23 chúng ta được 700 ngàn. 22 được thưởng 500. Đấy. Chúng ta đưa mức thưởng như thế. Còn lại là không có gì đúng không? Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ căn cứ với ta bằng thưởng. Bằng. Ta lại phải căn cứ vào ngày công ở bên này. Đấy, chúng ta đánh là VLOOKUP. Mở ngoặc ra cho thầy. Ô ngày công là ô G mấy đây các em? Nhìn trên bảng cái thầy ô G mấy nhỉ? G5 đúng chưa? G5 phẩy xuống bảng tham chiếu phía dưới.
Đó, là ô bao nhiêu nhỉ? Ô A22. Vậy thì chúng ta sẽ đánh vào đây là đô la A, đô la 22. Hai chấm góc phải phía dưới. Chúng ta nhìn thấy là ô đây là ô B25. B25 đô la B, đô la 25. Phẩy hàng cột số 2 tính từ bên phải sang 1 2, ta đếm này 1 2. Ta đếm số 2, đếm số 0, ở đây số 0. Enter. Đấy. Nó báo này có nghĩa là cái người này không có trong vùng tham chiếu. Người ta kéo này xuống. Đấy. À, người 26, 26 cũng phải có đúng không? Rồi thì cái này các em điều chỉnh lại nhá. Điều chỉnh cho đủ thêm vào 26 này. 26 thì được thưởng là 1 triệu 2. Tiếp tục. 20 thì được thưởng 300 nghìn. Đấy, bây giờ nó đã đủ ở trên này. 26 chưa? 21 à? 21 rồi. Bây giờ chúng ta nhìn lên trên nhé. Thế bây giờ ta lại phải điều chỉnh cái ô đến đây. Nghĩa là ô đây là ô B nhưng mà đô la 27. Đấy. Các em thêm vào thì các em phải điều chỉnh lại trên. Nhớ chưa? Đô la 27. Đó. Thì nó mới ra được. Đó. Đô la A. Đô la B. B là 27. Kéo xuống. Đấy, xong rồi. Nó mới ra được nhá. Tổng lĩnh bằng, các em ghi bằng phụ cấp cộng thường cộng với ngày công. Phụ cấp cấp ở đây là em ấy, E5 cộng với lương nhân ngày công thì là F5 nhân G5. F5 chúng ta nhân với G5 rồi chúng ta cộng với thưởng là H5. Chết rồi, thưởng đây bằng tí nữa thêm một cái mốc nữa. Đấy, người này cái thưởng thì chưa biết. Vậy chúng ta sẽ sang bên thưởng đây là 20. Người 20 chưa có đúng không? Các em tí các em thay vào đây là 21 đi. Rồi, thế là bài chúng ta đã hoàn thành câu hỏi của thầy, đúng không? Bây giờ chúng ta làm bài tập tiếp theo. Bài này bài quan trọng để các em về học nhá. Bây giờ cả lớp hiểu chưa? Ok chưa? Có bạn nào không biết giơ tay lần nữa? Rồi, em hỏi thầy. Đứng lên. À, em vào sau đúng không? Rồi, thế bây giờ em hỏi thầy cái gì? Có, thầy ghi lại nhưng mà các em có subscribe với lại có like đâu. Em có được ký rồi đây. Ok, được rồi, thầy sẽ ghi lại rồi. Bây giờ...